nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Chuyện lạ, bức ảnh cha Diệp chảy máu ròng. Sau đây là nguyên văn bức thư của giáo sư Trần Anh Linh gửi cho cụ Võ Hữu Hạnh nói về bức ảnh đẫm máu. Xin ghi chú thêm rằng, chuyện này xảy ra cách đây khoảng chừng 2 năm và hiện nay, Linh Mục Do An Minh vẫn còn ở tại nhà thờ Hiển Linh, đường Ngô Tất Tố, Dương Công Trường cũ, thuộc giáo phận Thị Nghè. Ngài nổi tiếng về việc khấn nguyện Đức Mẹ dùng những người bệnh tật kết quả rất tốt. Hàng ngày, mọi người ở khắp các nơi đến nhờ ngài khấn rất đông, nhưng chính quyền địa phương đã ra lệnh cấm vì không muốn có sự tụ tập đông đúc. Sau đây là bức thư của giáo sư Trần Anh Linh. Anh Hạnh thân mến, tôi xin gửi tặng anh món quà quý giá mà cha Diệp đã ban cho tôi qua cha Do An Minh. Cha Diệp đã thực hiện một phép lạ nhãn tiền là dùng chính tấm ảnh mà chúng ta đã cho họa sĩ Đại Hàn ở khu Phúc Lộc Thọ vẽ rồi in ra nhiều ấn bản, vừa làm thành sách, vừa in thành ảnh gửi tặng và bán khắp nơi. Tấm ảnh đó đã đổ máu đảo lênh láng từ vết chém bằng dao kiếm đứt cổ. Máu cha đã đổ ra thấm ướt, làm mờ hàng chữ Trương Bửu Diệp bên dưới. Câu chuyện xảy ra như sau. Cha Do An Minh, cựu tuyên úy, sau 12 năm học tập cải tạo, đã được cho về và sống ở nhà thờ Chúa Hiển Linh tại Thị Nghè, nơi xưa kia cha dụ đã thành lập. Cha Minh ở lại Việt Nam, không xin ra nước ngoài theo diện HO dù cha có tới 12 năm ở tù. Một hôm, cha vào nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở đường Kỳ Đồng và chọn mua một tấm ảnh của cha Diệp mà cha đã nghe có nhiều phép lạ. Cô bán hàng dùng giấy báo gói bức ảnh có đóng khung sẵn trao cho cha Minh. Cha Minh về đến nhà, tính mở ra để treo lên tường thì một ơn lạ đã xảy ra. Là máu tươi từ cổ bức ảnh tuôn trào ra, thấm ướt cả tờ báo gói bức tranh. Cha Minh kinh ngạc, bèn cho đó là một dấu chỉ quan trọng, nên đã gói lại cẩn thận và lặng lẽ đem lên tòa Tổng Giám mục Sài Gòn trình với Đức cha Phạm Minh Mẫn. Theo cha Minh cho biết thì tấm ảnh thấm máu này đã được gửi qua để tòa thánh xét nghiệm. Hy vọng rằng đã đến lúc tòa thánh cho lập ban điều tra, tìm hiểu về các ơn lành cha Diệp đã làm. Mà việc lạ lùng làm cho máu đào từ vết cổ đổ ra sẽ là một trong những chứng cứ để tòa thánh có thể tôn phong chân phước cho cha. Tôi là bạn thân của cha Minh nên cha đã tặng tôi một tấm. Tôi sao lại và gửi tặng anh. Đây là tài liệu mới nhất về cha Diệp. Anh nên ghi chú vào tập sách các ơn lành của cha. Kính thưa cộng đoàn, sau đây là một câu chuyện có thật và vô cùng đặc biệt từ một Phật tử thuần thành hơn 70 năm. Trong dịp tình cờ, ông được đến nơi cha Diệp. Vì là Phật tử nên ông không tin và thách thức nếu cha Diệp linh thiêng tỏ dấu lạ thì ông mới tin. Nhưng thật bất ngờ, chuyện lạ đã xảy ra. Mời cộng đoàn cùng theo dõi. Kính mừng cha Francisco Trương Bửu Diệp. Chúc mừng anh chị em đạo Công giáo. Bản thân tôi là một Phật tử thuần thành đã định cư tại Mỹ từ năm 1982. Năm 2007, có dịp về thăm Việt Nam, chúng tôi ghé thăm gia đình thầy Dương Đình Trọng, nguyên giáo sư trưởng Nguyễn Hoàng Quảng Trị, vừa là đồng nghiệp, đồng môn, vừa là anh em cô cậu ruột với nhà tôi. Sau mùa hè đỏ lửa 1972, đã di cư vào Nam và ở vùng Tắc Dậy. Trên xe đỏ từ Sài Gòn về Sóc Trăng, Bạc Liêu, tôi thấy xe hành khách nào cũng để bức tượng nhỏ của một vị linh mục trước tay lái. Hỏi ra tôi mới biết được khái quát lịch sử của vị linh mục này là cha Trương Bửu Diệp. Cha từ trần từ thời 1945, nhưng liên tục từ thời đó cho đến hiện tại, cha đã hiển linh, giúp người, giúp đời, giúp đạo. Người dân miền Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, bất luận tôn giáo nào nhưng thành tâm cầu nguyện đều được cha ứng linh cứu giúp dưới muôn vàn tình huống và hình thái khác nhau. Chúng tôi vừa nảy sinh lòng tò mò, vừa muốn thử thời vận xem sao. Hôm sau, ngay sau khi tử giã thầy Trọng, cô Lan về lại Sài Gòn, chúng tôi đến nhà thờ Tắc Dậy, viếng đền thờ của cha. Thời đó, kiến trúc còn sơ sài. Chúng tôi bởi khác tôn giáo, bán tín bán nghi, nhưng cũng vào đền thờ thắp nhang cúng vái cha. Tôi chắp tay cúi đầu khấn thành lời trước hương linh cha rằng, kính cung lễ cha, chúng con là, nếu sang năm cha linh thiêng, tạo cho chúng con một cơ hội về lại Việt Nam, thì con mới tin. Lạ thay, xa Việt Nam từ năm 1982, cứ khoảng năm 20 năm, chúng tôi mới về thăm Việt Nam một lần.
Nhưng đến năm sau 2008, tôi lại bất ngờ được một tổ chức Phật giáo quốc tế ABS chính thức mời về tham dự và giúp phụ trách thông dịch tài liệu Anh Việt cho Đại lễ Vesak, Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc, lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam. Khi xuống phi trường Tân Sơn Nhất, tôi nhớ rõ trong tâm lời nguyện năm trước ở Tắc Sậy với cha Trương Bửu Diệp, nhưng vì công việc cấp bách quá nên tôi phải bay thẳng ra Hà Nội. Rồi sau lễ Vesak, từ phi trường Nội Bài bay về Mỹ mà không thể ghé Tắc Sậy kính lễ cha Diệp được. Từ Hà Nội, tôi hướng về cha, lâm dâm cầu nguyện, xin thứ lỗi mà lòng vẫn áy náy vô cùng. Liền năm sau 2009, tôi lại gặp một trường hợp khá nan giải về đứa cháu ruột. Đứa cháu thông minh, tốt nghiệp cử nhân ngành thương mại, BBA, nhưng vì tính khí ngang bướng và cầu toàn nên nó không xin được việc làm nào cả. Lại thêm tâm lý bị bức xúc nên bắt đầu có những biểu hiện chống lại gia đình và xã hội rất khó hiểu và trở nên càng ngày càng trầm trọng. Thời gian đi qua và kéo dài như vô vọng, chúng tôi lại nghĩ đến cha Trương Bửu Diệp và liên lạc với nhà thờ Tắc Sậy nhờ cầu xin cha giúp đỡ. Đồng thời ở nhà tại Mỹ, chúng tôi lập một bàn thờ nhỏ với ảnh cha Diệp và lư hương, bát nước. Chúng tôi cầu nguyện cha giúp cho cháu. Đã gần 2 năm, đứa cháu không xin được việc nên đã nộp đơn nhiều trường quanh nước Mỹ để xin học tiếp chương trình Thạc sĩ Thương mại Master of Business Administration MBA. Khổ nỗi, thằng nhỏ chỉ thích học các trường danh tiếng nên gần 2 năm mà chẳng có trường nào nhận, nên nó càng bị áp lực tâm lý nặng nề và trở nên một nỗi lo lắng hoang mang cho cả gia đình. Khoảng mấy tháng sau, những được cầu nguyện thành tâm với cha, thằng nhỏ quá vui mừng vì được trường Notre Dame nhận. Notre Dame là một trường tư công giáo rất nổi tiếng ở Bắc Mỹ. Tôi tới thăm trường và thấy có nhà thờ và các tượng thánh với phong cảnh quá u nhã. Tôi chỉ biết khuyên thằng bé là hàng ngày khi ngang qua các tượng thánh thì phải cúi đầu đảnh lễ như tượng Phật. Sau 2 năm đền sách, thằng bé tốt nghiệp thạc sĩ thương mại MBA. Lạ thay, ngay sau khi tốt nghiệp, nó được tuyển dụng ngay vào hệ thống ngân hàng Bank of America mà tổng giám đốc CEO là một nguyên thầy sáu đạo công giáo. Và khi tôi đang viết những dòng này thì thằng bé đang là phó giám đốc ngân hàng. Lệ cha Trương Bửu Diệp, con không suy tôn lý luận, nhưng trong lòng con, một người Phật tử thuần thành hơn 70 năm, 77 tuổi, cha đã là một vị thánh trong lòng con từ lâu. Kính mừng Trần Kim Đoàn, pháp danh Nguyên Thọ. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.